Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món bún măng vịt, gỏi bún măng vịt nha. Ở đây vịt thì mình đang bỏ muối và chanh, mịt sát ở xung quanh con vịt. Xong rồi bây giờ mình đang ngâm khoảng 5 phút để cho nước chanh với nước muối nó thấm vào con vịt để mình chà cho nó sạch. Hello, sau khi mình đã rửa nước muối và chanh xong rồi ở đây thì bây giờ mình đã bắt nước. Đó, nước thì mới bắt hầm hầm lên thôi. Đó, đã nổ lửa lên bắt hầm hầm xong, cho vào khoảng 2 muỗng đây, cho vào khoảng chừng này một muỗng này muối đó. Đây mình cho khoảng ở đây nguyên liệu là có gừng đó, gừng cắt nhỏ nhỏ nha, mình đập dập vào nhỏ nhỏ rồi mình bỏ vô. Đây là nửa củ hành tây cho vô luôn. Ở đây là một nửa củ củ cải trắng cho vô. Đó. Bây giờ nước nó hầm hầm nóng nóng rồi thì mình sẽ cho vịt vào. Con vịt này to quá, đâm ra cái nồi hơi nhỏ thì mình sẽ chặt đuôi con vịt ra. Đó. Để mình luộc cho nó lút nước để cho nó trắng vịt. Đó. Mình chắt cạch cổ cánh riêng ra. Đó, sau khi mình bỏ vịt vào mình luộc, nước nó hơi nhiều quá. Cho củ cải trắng vào luộc cho nó nghe, vừa củ hành tây vừa gừng để cho nó thanh thịt vịt, cho nó ngọt nước. Đó. Cho trắng vịt. Đó, sau khi mình đã bỏ vịt vô rồi, bây giờ nấu. Trong quá trình mình luộc vịt thì mình sẽ đi chế biến gia vị, chế biến nguyên liệu. Ở đây thì có măng khô. Măng khô ở đây là măng này là măng nứa, rất là ngon. Quá trình mà làm măng này cũng ngâm phải 4-5 tiếng đồng hồ đó. Ngâm trước đi, xong rồi bỏ luộc, luộc đi luộc lại 2 lần, luộc xong mà đổ ra rồi bỏ vô luộc lại, bắt cho thịt ráo nước. Chừng nào mình ăn cảm thấy cái măng nó giòn, nó bở và nó không có nghe mùi đắng nữa là ok, bắt thịt khô ra. Ở đây là có nấm măng khô đó, nấm măng khô. Và sau đây mình sẽ chế biến cái măng này trong quá trình mình luộc vịt. Đầu tiên là mình sẽ mình chảo lên và cho khoảng một chút dầu ăn. Đó, khoảng một chút thôi. Khi dầu nóng lên rồi á, đây mình đều có chút tỏi và hành tím. Đảo đảo lên,
Sau khi hành và tỏi đã nghe mùi thơm rồi, vậy là thì mình sẽ cho cái nấm măng khô này vào. Đó. Và cho cái măng này vào luôn. Đó. Mình sẽ đảo. Mình xào sơ qua măng này đi. Đó. Cho nó thấm, xào sơ qua cái măng này cho nó thấm. Đây mình cho 2 muỗng này bột ngọt. Cho vào 1 chút tiêu, 1 muỗng tiêu. Rồi, cho vào 1 muỗng tiêu. Cho 1 muỗng đường, 2 muỗng đường luôn. Đó, cho 2 muỗng đường. Xong rồi mình sẽ đảo lên. Rồi, quá trình mình xào thì mình cho nhỏ lửa lại riu 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 để vậy. Bây giờ là vịt, nút vịt đang sôi thì mình có thể là vớt bớt cái bọt này đi. Vớt cái bọt này đi. Đó, vớt ít một cái bọt này đi. Xong rồi, nước đang sôi đây thì mình sẽ múc một ít cái nước luộc này bỏ qua bên này. Đó, đổ qua bên này. Đó, múc một ít nước luộc vịt này bỏ qua bên này cho măng này. Mọi người thấy không? Bỏ luộc củ cải với củ hành tây vào luộc á, nó ngon lắm. Rồi, sau khi cái măng này mình sẽ đổ nước luộc vịt vào đây, mình sẽ riu 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 cái măng này, mình nấu cái măng này đó cho nó thấm cái gia vị và vừa đồng thời là vừa nó mềm măng luôn. Măng thì đương nhiên mình đã luộc nó mềm rồi nhưng mà để nó thấm cái gia vị trong cho nó ngon. Cho riu 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 vậy đó. Đó, vịt ha, mình luộc vịt, lúc vịt mà làm cái này là lúc nào cũng trắng, lấy ra không bao giờ đen. Thôi mạnh quá. Thank you.
trở con vịt, trở cái đầu đuôi này, cái đầu đuôi này cho nó xuống. Đó. Măng mà phôi đã, nó măng ấy là nấm măng khô. Sao lửa nó sôi riu 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 đó. Vịt à, thấy không? Thấy vịt trắng không? Luộc vịt nó trắng. Sau này quá trình mình sẽ để cho nó vịt nó sôi à, để lại cho nó sôi đó. Thì sau đây mình sẽ có nguyên liệu mình làm ở đây là mình có củ cải trắng, mình bảo sợi dài này, với là củ cà rốt, với là nước củ hành tây đó. Okay. Mình sẽ bào, trong quá trình mình bào mình ngâm ngâm nước mắm à, ngâm xin lỗi, mình ngâm nước muối xong rồi mình rửa sạch, mình đổ ra mình rửa sạch, mình để ráo. Đây là nguyên liệu nè, cái này sẽ mình sẽ làm gỏi gỏi vịt. Và ở đây nguyên liệu ở đây tiếp tục, ở đây là rau răm, rau thơm và hành ngò các loại. Ở đây có rau muống bào và bắp chuối đã rửa ngâm nước muối để ráo sẵn đây rồi. Đó. Có cả giá, ở đây là rau cải và rau màu các loại. Chút xíu là mình sẽ làm một dĩa gỏi. Rau này để làm gỏi với rau răm, còn rau này để ăn với bún măng vịt, bún măng. Rau này làm gỏi vịt. Rồi sau khi mình đã lấy vịt ra rồi đó. Ở đây có đậu phụng, năm đậu phụng. Ở đây là hành phi, tự phi, hành phi mình tự phi tự làm luôn cho nó ngon. Sau khi mình gấp vịt ra thì còn nồi nước hầm, đây giờ là mình sẽ cho cái măng này vào, cho một ít thôi, ít. Nói chung măng này là mình đã xào đã ngon, nó chín rồi, vậy có để hồi mình bỏ vô đây một ít thôi. Còn lúc mà mình múc bún ra với là bỏ vô tô xong mình bỏ cái măng này lên, mình chan cái nước này vào, đó là nó đậm đà nó mới ngon. Ăn cái măng nó ngon, cái món hiện tại cái măng này hiện tại bây giờ mình đã xào chín rồi, ăn nó ngon rồi, thấm gia vị vô nó ngon rồi. Mình chỉ cho qua đây một ít thôi. Đó. Còn cái này là hồi là mình sẽ bỏ bún ra tô xong mình bỏ thịt vịt vào, mình bỏ vô xong bún này còn mình sẽ gấp thêm một ít măng là mình bỏ vào xong mình chan cái nước này lên. Đó, cái nước ngon không à, ăn một tô bún măng vịt nó thấm, ăn chung với gỏi. Mình sẽ làm một dĩa gỏi riêng nữa, cực kỳ ngon. Mình sẽ để chừa chừng này lại, bỏ ít nấm đồng cô này vào. Bây giờ mình sẽ đi chặt vịt. Sau khi mình đã làm nguyên liệu xong hết toàn bộ việc mình chặt đây rồi, đây là cái phần xương, cái phần đó, đây là cái phần thịt với là phần đùi, ở đây là phần xương cổ cánh.
Đây, cái gia vị mình trộn gỏi ở đây là có rau muống bào và đậu chuối. Rồi, ở đây là có cà rốt, củ cải trắng và hành tây mình đã bào sẵn ngâm nước muối để ráo nước đây và cho hỗn hợp này trộn vào. Đó. Sau khi mình đổ gia vị vô thì ở đây là nước mắm, hỗn hợp nước mắm. Mình đã làm nước mắm với bột ngọt, đường và gừng, tỏi, ớt. Mình sẽ bỏ vào đây. Mình sẽ cho cái nước hỗn hợp này vào đây. Vừa thôi. Ví dụ như mình bỏ ít chút xíu nữa sợ nó mặn thì nhà thì mình pha thêm không cần nó mặn. Sau khi mình trộn lên, mình đổ cái hỗn hợp này lên. Gia vị nó vô rồi mình trộn rồi. Đó. À. Trộn cái gỏi. Đó, trộn cái gỏi này. Có chanh nữa. Hát vô một chút chanh nữa. Rồi để cho nó. Ở đây là rau răm. Đó, rau răm mình cắt không khoảng năm cắt khoảng nhỏ nhỏ đều 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 á, cũng không có nhỏ lắm. Đó. Rồi sau khi mình trộn cái mình sẽ nếm, mình nếm thử cái gỏi có vừa ăn chưa. Nói chung là nhạt thôi đó, quá trời ngon rồi. Nói chung là đó, bây giờ là tuyệt vời. Bây giờ mình cho ra dĩa. Đó. Sau khi mình cho đã cho ra dĩa rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái thịt. Đó, mình sẽ lấy một ít thịt này. Đó. Cho ít đường qua đây nữa. Đó, mình sẽ xếp ít thịt qua đây. Đó. Rồi, sau khi mình đã bỏ thịt xong hết rồi. Mình sẽ cho đậu phụng, lắc đậu phụng lên. Tắt đậu phụng lên. Xong rồi mình cho ít hành phi của mình hồi nãy mình phi lên. Ở đây là có hành tây,
và hành ngò mình xách nhỏ, mình cho một miếng hành tây lên đây. Đó. Hành ngò xách nhỏ. Đó. Đó là có mình vừa gọi xong rồi. Đó. Ở đây là nước mắm mình đã làm sẵn, nước mắm này là nước mắm gừng chấm thịt vịt. Đó. Đây gia vị mới là chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Đây mình cho bún và măng măng hồi nãy mình xào đây. Đó. Ở đây là ít. Đó. Mà mình múc mình cho ít thịt vịt bỏ vào đây đó, đó mấy miếng thịt vịt vào đó, xong rồi mình chan cái nước này vào, chan cái nước này vào cho nó nóng, múc ra. Lưu ý là cái này múc ra nóng mới ăn nha, mà múc ra là ăn liền, không có để lâu là nó sẽ mềm, bún nó nở ra. Rồi cho một chút hành lá với là hành ngò rau màu. Cho một chút tiêu. Đó. Rồi, đây, dễ gỏi này. Đó, dễ ở đây dễ gỏi vịt. Đây là một tô bún măng vịt. Đó, bún măng vịt. Ở đây là dễ gỏi. Ở đây là nước mắm gừng. Đó, nước mắm gừng. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Hôm nay mình làm món bún măng vịt, nấu bún măng vịt gỏi vịt. À, mọi người thấy ngon và hay, xin hãy ủng hộ, bấm kênh YouTube ủng hộ. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Chúc mọi người một buổi trưa chủ nhật vui vẻ nha. Mời mọi người thưởng thức cùng em món bún măng vịt. Đấy.